Vâng, thưa anh, là anh cá nhân anh cũng như là công ty của anh thì có dự định sẽ làm tiếp một 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 vài cái sự kiện có liên quan tới những người nổi tiếng trên thế giới tới Việt Nam không anh? Hay là với lại cá nhân của Nick Fujik? Tôi nghĩ một doanh nghiệp thì luôn luôn phải có công tác truyền thông và PR, Vâng. marketing nó là đương nhiên. Đó là một trong những cái nghiệp vụ mà doanh nghiệp nào cũng phải làm trong một cái nền kinh tế thị trường. Tôi luôn tôn trọng người nổi tiếng và tôi không bao giờ có một ý kiến phê phán về vấn đề mời người nổi tiếng. Nhưng mà chúng tôi không phải là một người nghĩ rằng PR bằng người nổi tiếng. Vâng. Cái vấn đề chúng tôi mời nick đến, chúng tôi tổ chức sự kiện người nick thông qua First New, vì tôi nhận ra những giá trị nhân văn từ nick, những giá trị có thể nói rất là tuyệt vời từ nick, có thể truyền cảm hứng cho mọi người. Và tôi đã nhận ra điều đó và tôi đã nỗ lực làm để có thể mang được những giá trị tốt nhất cho cộng đồng người Việt Nam, đặc biệt là những người khuyết tật và những thế hệ trẻ. Họ sẽ có những giá trị sống tốt hơn, những cái động lực sống tốt hơn và góp phần để đưa đất nước chúng ta có thể phát triển một cách tốt đẹp và bền vững. Vâng, ở trong cái bài hồi nãy tôi mới in ra là tôi có nói với anh đó là trong này có một em học sinh mà họ đã em này đã chọn cái đề thi viết về Nick Vujicic và em viết là đề thi này rất hay và rất ấn tượng, thiết thực với cuộc sống và giúp em có nghị lực hơn khi mà em viết về anh Nick Vujicic. Dương Huyền, học sinh trường Trung học cơ sở Ba Đình, Hà Nội. Thì như vậy á, là anh thấy rõ ràng một cái em học sinh thôi thì đã nhận thức được về cái giá trị mà Nick mang lại, đó là cái niềm tin cho cuộc sống. Thì em này không phải là khuyết tật, như vậy thì cái thông điệp có phải chăng là cái thông điệp mà theo anh nhận thấy là Nick Vujicic không những là chỉ mang tới cho những người bất hạnh mà như những người bình thường khác cũng nhận thấy cái thông điệp này không anh? Đó là chắc chắn rồi. Cái vấn đề tôi rút ra ở đây là qua sự kiện này tôi mới thấy rằng là con người Việt Nam luôn luôn hướng cái gì tốt đẹp, hướng thiện, và đó là sức sống của cả một dân tộc. Lẽ ra người ta hướng đến những ngôi sao điện ảnh, người ta hướng đến những cái gì đó mang tính giải trí cao, nhưng rõ ràng đây là hướng đến những giá trị nhân văn, những vấn đề đạo đức, những vấn đề nó cao, nó cao thượng. Không những các em đâu mà tôi thấy các phụ huynh rất quan tâm đến con cái của mình, làm sao có tấm vé để đưa con mình đến. Đó là một sự giáo dục tuyệt vời, thì tôi nghĩ đó là sức sống của dân tộc. Bây giờ tôi muốn quay trở lại với một vài ý kiến không nhiều lắm mà khi mà cái sự kiện Nick xảy ra cách đây 2 tháng thì cũng có một vài ý kiến cho rằng là chúng ta bỏ ra một cái số tiền là nó 30 mấy tỷ đó thì nó quá nhiều cho một cái sự kiện như vậy. Thì là cái chỗ anh đó là có phải là những cái cổ đông có phải chia sẻ cái quyền lợi vật chất, nghĩa là họ 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 bị giảm đi cái cổ tức chẳng hạn, thì họ có ý kiến gì không anh? Thực chất ra thì lúc đây là một cái việc mà xã hội khá quan tâm, vậy tôi là người trong cuộc thì tôi cũng không tiện để trao đổi những vấn đề này, Vâng. nhưng bây giờ mà việc đã lắng rồi Dạ, đúng rồi. thì tôi cũng sẽ nói một số cái sự thật trong cái diễn biến để có cái sự kiện của Nick. Thì First New là một cái đơn vị đã mời Nick đến thông qua cái giấy phép về xuất bản sách, và First New cần một nhà tài trợ, và chúng tôi đã nhiều đơn vị nhưng mà vì cái duyên họ không làm. Và khi chúng tôi nhận ra điều đó thì tôi đã quyết định tài trợ cho chương trình của Nick. Thì dự kiến lúc đầu thì chúng tôi chỉ làm 2 sự kiện, là một sự kiện cho các trẻ em đường phố, khuyết tật, trẻ em mồ côi và các trẻ em ở trại giáo dưỡng ở thành phố Hồ Chí Minh thông qua chương trình mái ấm gia đình Việt mà chúng tôi tổ chức vào đêm giao thừa hàng năm. Và chúng tôi dự kiến sẽ tổ chức cho các sinh viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh ở tại Thủ Đức, ở tại cái khu ký túc xá thôi. Khi chúng tôi đưa ra họp hội đồng quản trị thì tôi cũng có nói vấn đề này, tại vì Hoa Sen là một công ty đại chúng cho nên các cái quyết định đều phải tuân thủ theo cái quy định điều lệ của công ty. Thì tôi có nói một quan điểm rất là rõ ràng là tôi thấy là chương trình rất là ý nghĩa và nên tài trợ, tại vì tập đoàn chúng tôi luôn luôn đề cao cái tiêu chí về cộng đồng. Và đây là một cái sự kiện tuyệt vời để làm điều đó. Còn nếu hội đồng quản trị không thông qua thì tôi sẽ tài trợ bằng tiền túi của tôi. Mà tôi nghĩ rằng Nick thì
không phải để kinh doanh. Lúc đầu những sự kiện chúng tôi dự kiến cũng vài ngàn người thôi, thì riêng ở sân Thống Nhất và sân Mỹ Đình nó đã vượt tới 30-35 ngàn người. Rõ ràng là bản thân chúng tôi cũng leo thang nữa. Chúng tôi cũng không dự kiến như thế. Thì quan điểm của tôi rõ ràng với cái thông báo với các thành viên hội đồng quản trị rằng là nó đã tăng lên. Vâng. Và cuối cùng nó đã tăng lên với một số có thể nói gấp hàng chục lần, cả chục lần so với dự kiến. Nhưng mà vì cái sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng và thông qua các hoạt động này thì tập đoàn chúng tôi cũng được sự ghi nhận, một cái thiện cảm đặc biệt đối với của hàng chục triệu người dân Việt Nam. Thì đây là một cái sự tương tác mà chúng tôi đã quyết định tài trợ. Cũng rất là may là những thành viên hội đồng quản trị, kể cả những nhà đầu tư nước ngoài cũng ủng hộ với quan điểm của chúng tôi và đã tài trợ toàn bộ. Thông qua báo chí, qua cái internet, chúng tôi thấy có một cái sự quan tâm đặc biệt và có những xu hướng ngược chiều nhau, sự phản biện, tranh cãi có thể nói là ở mức là cao độ. Thì tôi cũng không buồn lắm về những cái sự hoài nghi hoặc là một sự hiểu lầm của các bạn đâu. Vâng, cái đó cũng nhưng mà tôi nghĩ đó là vấn đề để mọi người vỡ lẽ ra. Vâng. Đó là điều tốt, không là điều xấu đâu. Thành công của sự kiện. Vâng. Chuyến đi này của Nick á, vào tháng 5 á, là một chuyến đi về châu Á. Tôi theo dõi thì tôi thấy phần lớn những cái sự kiện mà tổ chức tại các nước khác thì chỉ làm một buổi thôi. Và phần lớn những sự kiện đó được bán vé. Ví dụ như ở Hồng Kông thì người ta bán vé tới 1.200 đô la một vé. Thông tin mà ở trên mạng người ta cũng có đánh dấu hỏi về cái kinh doanh đó, cái sự kinh doanh có thể là lợi dụng hình ảnh của Nick để kinh doanh. Trong khi đó ở Việt Nam thì Nick cũng không ngờ ở Việt Nam có một cái sự nồng nhiệt như vậy. Anh bây giờ anh nhìn lại cái chuyện đó thì anh thấy rằng bản thân anh có những cái điểm nào mà anh cảm thấy là mình chưa hài lòng không? Tôi nghĩ những cái điểm được thì rất là nhiều. Vâng. Còn những cái chưa được thì cũng có, nhưng mà không phải nhiều lắm. Cái được lớn nhất chính là mọi người sẽ nhìn lại mình để thấy rằng là chúng ta vẫn có phước, không bất hạnh quá như Nick. Thì đấy là cái vô cùng tuyệt vời mà trong cái sự kiện Nick đến Việt Nam đã mang lại. Rõ ràng là để có một sự kiện như Nick lặp lại tương tự như thế, để tạo ra một cái sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng và tạo ra một cái định hướng tốt trong cộng đồng, trong nhận thức của mọi người, đặc biệt là lớp trẻ và những người khuyết tật. Và nó mang tính phổ biến, phổ quát cho tất cả các đối tượng. Thì có lẽ là rất là khó. Khó, vâng. Khó lắm. Thưa anh, là trong cái chuỗi sự kiện mà tổ chức cho Nick vừa rồi đó, thì có hai cái sự kiện dành cho doanh nhân. Mà như anh biết, tôi nghĩ rằng là ban tổ chức cũng đã có hình dung tới vấn đề là rất là nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang gặp khó khăn, những doanh nhân Việt Nam đang phải chịu những cái thách thức kéo dài của cái sự suy thoái về kinh tế. Cũng có ý kiến cho rằng là Nick không phải là doanh nhân, cho nên là rất là khó truyền cái cảm hứng gì đó hoặc là bài học gì đó cho doanh nhân. Thì theo anh á, thì là người ở trong cuộc, thì anh thấy cái ý kiến này như thế nào anh? Kinh tế chúng ta đang giai đoạn rất khó khăn và cộng đồng các doanh nghiệp Việt Nam vô cùng khó khăn. Vâng. Nhiều người đang rất là bế tắc và giống như một người khác giữa sa mạc, chỉ cần một ly nước thôi sẽ giúp cho họ một cái tinh thần, một sự nỗ lực để vượt qua cái sự khắc nghiệt của hoàn cảnh. Thì các doanh nghiệp Việt Nam chúng ta thấy nhiều doanh nghiệp phá sản, đóng cửa, vân vân, có thể nói là hàng chục, thậm chí hàng trăm ngàn doanh nghiệp như thế. Thì tôi ý thức được rõ rằng đây là thời điểm tuyệt vời nhất mà Nick có thể mang đến một sự động viên, một sự an ủi, một cái niềm lạc quan cho mọi người, cho hai cái buổi nói chuyện với cộng đồng doanh nhân Việt Nam. Mỗi buổi thì khoảng là trên dưới 3.000 doanh nhân. Vâng. Và sau những cái sự kiện của doanh nhân thì tôi luôn nhận được cái sự chia sẻ của doanh nhân, và họ rất là, họ thấy họ có như được truyền được một cái động lực sống, một cái nguồn cảm hứng. Cái cộng đồng doanh nhân này á, cũng có sự cái hợp tác với anh. Ví dụ như là khi mà Nick ở, thực sự là Nick không có đề nghị là được ở những cái khách sạn mà tiện nghi 5 sao hay 4 sao chẳng hạn, thì đối với Nick không thành vấn đề. Nhưng mà khi mà ở những khách sạn 5 sao á, là do cái ban tổ chức, thì là những cái chủ khách sạn ở đây người ta đã không lấy tiền.
và cũng có nhiều doanh nghiệp đã tặng cho Nít những cái món quà và hỗ trợ trong cái vấn đề mà tổ chức cái sự kiện này, thì anh có ghi nhận được cái những điểm nào nữa? Tôi ghi nhận cái sự quan tâm đặc biệt cộng đồng, đặc biệt là những doanh nghiệp, những cá nhân đã chia sẻ cái suy nghĩ và các cái hoạt động của chúng tôi. Ví dụ như là công ty gốm sứ Minh Long, anh Minh Long cũng đã âm thầm đã tặng một số cái cúp cũng trị giá cũng hàng tỷ đồng, cũng gần cả tỷ đồng, trên dưới tỷ đồng, không chính xác lắm. Rồi công ty Phát Niêu họ cũng đóng góp cho các cái tấm gương khuyết tật vân vân. Rồi một số khách sạn như khách sạn Red chẳng hạn, họ tài trợ miễn phí toàn bộ cái ban tổ chức. Vâng. Hoặc là khách sạn Đê Vu ngoài Hà Nội anh. Ở Hà Nội vân vân. Thì cái đó là do các cái đơn vị tự nguyện tài trợ. Tức là khi mà Nick tới họ mới làm, họ mới đúng là như thế. Thành ra là tôi nghĩ không phải riêng Hoa Sen đâu, rất nhiều doanh nhân, nhiều doanh nghiệp họ cũng có một ý thức với cộng đồng như vậy. Nhưng vì cái cơ hội, cái duyên của chúng tôi thì chúng tôi sẽ làm.